Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới có lúc đã lùi về dưới mốc 2.600 đô la Mỹ một ao khi đồng đô la lập đỉnh mới trong bối cảnh các giao dịch Trump tiếp tục được nhà đầu tư ưa chuộng sau chiến thắng bầu cử của cựu tổng thống Mỹ ông Donald Trump. Thị trường đang chờ phát biểu của các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này, cùng một vài số liệu kinh tế của Mỹ quan trọng để định hình các kỳ vọng về lãi suất và tỷ giá. Ở trong nước, giá vàng miếng SJC giảm mạnh về mốc 84 triệu đồng một lượng ở chiều bán, trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 không ngừng giảm về mốc 83 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức khoảng 3 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 80 triệu 500 cho đến 80 triệu 800 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 83 triệu 800 cho đến 84 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 81 triệu đồng một lượng và 83 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 3 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 84 triệu đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng và 84 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 3 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá ở chiều mua 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 3 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 80 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 80 triệu 600 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 83 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 80 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 84 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 31 triệu 347 nghìn đồng một lượng đến 79 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 34 triệu 347 nghìn đồng một lượng đến 82 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, đồng đô la Mỹ tăng giá vẫn đang là nguồn áp lực giảm chủ yếu đối với giá vàng.
Mua đồng đô la Mỹ là một trong những giao dịch chung phổ biến trên thị trường tài chính toàn cầu từ trước và sau khi ông Trump tái đắc cử. Giao dịch Trump là những giao dịch dựa trên đặt cược rằng ông Trump sẽ thắng cử và triển khai các chính sách thân thiện với doanh nghiệp và nền kinh tế, cho dù những chính sách đó có thể sẽ gây thâm hụt lớn trong ngân sách liên bang và dẫn tới lãi suất và lạm phát ở Mỹ cao hơn trong thời gian dài hơn. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác ngày hôm qua đã tăng 0,33% lên mức 106 điểm, cao nhất kể từ đầu tháng 7. Ngoài ra, việc nhà đầu tư đổ xô mua những tài sản có độ rủi ro cao hơn như là cổ phiếu và tiền ảo cũng khiến cho vàng, một tài sản an toàn, mất đi sức hấp dẫn. Thị trường chứng khoán của Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây. Giá tiền ảo Bitcoin đã tăng lên mức cao chưa từng thấy, 90.000 đô la Mỹ trong phiên ngày hôm qua thứ ba. Chiến lược gia trưởng ông Daniel Galli của công ty TD Security nhận định sự chú ý của thị trường đang tập trung vào các tác động của làn sóng đỏ. Làn sóng đỏ là kịch bản mà ở đó Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump giành quyền kiểm soát cả Nhà Trắng và Lưỡng viện Quốc hội. Sau khi ông Trump tái đắc cử và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ghế ở Thượng viện, đảng này đang tiến gần hơn tới chiến thắng ở Hạ viện. Quyền kiểm soát thống nhất trong tay những người Đảng Cộng Hòa đã giúp cho chủ trương chính sách của ông Donald Trump dễ dàng được thông qua và thực thi hơn. Nhiều khả năng ông Trump sẽ áp thuế quan không lâu sau khi nhậm chức và nhu cầu nắm giữ đồng đô la Mỹ sẽ tăng lên. Đồng đô la Mỹ đang gây áp lực mạnh lên giá vàng lần đầu tiên sau nhiều tháng, bởi sự tăng giá này của bạc xanh còn đi kèm với khả năng Fed phải giãn chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện tại, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 70,7% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 so với mức hơn 80% trước khi ông Trump tái đắc cử. Một loạt quan chức của Fed sẽ phát biểu trong tuần này, gồm chủ tịch Fed ông Powell. Cùng với đó, thị trường còn chờ đợi các số liệu kinh tế của Mỹ công bố trong tuần, gồm chỉ số giá tiêu dùng CPI và chỉ số giá sản xuất PPI, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần và doanh thu bán lẻ tháng 10. Theo nhà phân tích ông Jim Wyckoff của trang Kitco Metal, về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá lên hợp đồng vàng giao tháng 12 đã để mất lợi thế kỹ thuật lần đầu tiên trong nhiều tháng trở lại đây. Trong khi đó, các nhà đầu cơ giá xuống đang chiếm ưu thế, đồng nghĩa giá vàng đã đi qua mức đỉnh trong ngắn hạn. Chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của Activitech cho rằng giá vàng đã giảm chủ yếu do sức mạnh của đồng bạc xanh và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng, cũng như đồng tiền số Bitcoin. Bên cạnh đó, khẩu vị rủi ro gia tăng trên thị trường tài chính, một xu hướng đã gia tăng kể từ chiến thắng của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tuần trước cũng gây sức ép lên giá vàng. Ông Frank Solder, chuyên gia phân tích của Activitech cho rằng giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Kim loại quý này trong ngắn hạn khó có thể tránh khỏi những đợt giảm giá khi mà đồng đô la và tiền Bitcoin liên tục lập đỉnh cao mới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 11 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.